Xin chào các em, hôm nay cô Hoa sẽ chữa cho các em một cái bài tập nằm trong cái mức độ đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý lớp 9. Bài này đã có một số tỉnh đã thi rồi. Giống như các em nhìn thấy nội dung ở trên màn hình, người ta cho một cái gương phẳng OA. Gương phẳng OA này dựa vào tường với một cái góc là góc alpha bằng 60 độ giống như trên hình đây. Một người có mắt thì đặt tại điểm M và có chân thì đặt tại điểm N. Và cái chiều cao từ mắt đến chân của người này ạ là 1,6 mét. Người ta yêu cầu chúng ta là tính khoảng cách ON khi mà người đó bắt đầu nhìn thấy ảnh của mắt mình trong gương. Và thứ hai là người ta yêu cầu chúng ta đi tính khoảng cách ON khi người đó bắt đầu nhìn thấy ảnh của chân mình ở trong gương. Vậy trước tiên chúng ta nên tạm dừng và chúng ta tự làm bài này trong ít phút. Sau đó thì mời các em quay trở lại xem tiếp cái video để xem phần chữa của cô có giống như là phần mà chúng ta đã làm hay không. Trước tiên là cô ghi lại cái phần đề cho các em tiện theo dõi này. Đối với phần đầu tiên thì chúng ta cần làm như sau. Chúng ta sẽ gọi M1 là ảnh của M qua gương. Vì ảnh luôn đối xứng với vật qua gương, thế nên khi người đó bắt đầu nhìn thấy ảnh của mắt của mình trong gương ạ, thì ảnh M1 và M phải đối xứng với nhau qua điểm O, giống như hình vẽ ở đây. Ảnh thì luôn luôn đối xứng với vật qua gương nhé. Thế nhưng cái vị trí đầu tiên để người này nhìn thấy mắt của mình qua gương thì M1 này, O và M này phải nằm trên cùng một đường thẳng và M1 phải đối xứng với M qua cái điểm O này, giống như kem nhìn thấy ở đây. Thì mình sẽ có là MO vuông góc với OA. Từ hình vẽ mình cũng sẽ thấy ngay là MM1 vuông góc với OA. MM1 vuông góc với OA tức là MO sẽ vuông góc với OA. Và khi đó chúng ta sẽ có cái góc này của chúng ta là bằng 90 độ. Đấy, góc này của chúng ta là bằng 90 độ vì nó là vuông góc nên nó sẽ bằng 90 độ. Mặt khác chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta có cái góc NOM. Góc NOM thì sẽ bằng 180 độ này, trừ đi góc MOA này và trừ đi góc AOH. Mà góc AOH chính là góc alpha. Vì thế là cô thay vào đây, cô sẽ được là 180 độ, trừ đi 90 độ, trừ đi 60 độ. Và chúng ta sẽ thu được cái góc NOM là bằng 30 độ. Vậy cái góc này của chúng ta sẽ là bằng 30 độ. Mà theo như đề bài thì NM này cao 1m6. Vậy thì chúng ta sẽ tính ra được khoảng cách ON một cách dễ dàng. Cạnh góc vuông này thì bằng cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối. Hoặc cạnh góc vuông này thì bằng cạnh góc vuông kia nhân với cô tang của góc kề. Chính vì vậy chúng ta sẽ có được là NO thì sẽ bằng NM, tức là cạnh góc vuông kia nhân với cô tang của góc kề của NO. Mà góc kề của NO chính là góc NOM. Vậy chúng ta thay số vào. NM bằng 1,6, góc NOM vừa tính được ở bên trên bằng 30, vậy mình thay vào đây. Đó chính là cotang của 30 độ và chúng ta được là 1,6 nhân với căn 3 xấp xỉ bằng 2,77 m. Vậy đối với phần A, chúng ta có thể kết luận lại như sau, đó là khi ON bằng 2,77 m thì người này sẽ bắt đầu nhìn thấy ảnh của mắt mình trong gương. Đây là bắt đầu nhìn thấy kem nhé, chứ không phải là duy nhất một vị trí này mới nhìn thấy. Đây là vị trí mà người này bắt đầu nhìn thấy ảnh của mắt mình ở trong gương. Ok, vậy cô đã chữa xong phần A rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần B. Phần B là người ta yêu cầu chúng ta cũng tính khoảng cách ON. Thế nhưng mà ở cái vị trí mà bắt đầu nhìn thấy chân ở qua gương. Đây. Vậy đối với phần B, mình cũng làm hoàn toàn tương tự như phần A. Đó là chúng ta sẽ gọi N phẩy là ảnh của chân N qua gương. Mà ảnh thì luôn luôn đối xứng với vật qua gương. Thế nên chúng ta cũng sẽ có là N phẩy sẽ đối xứng với N qua mặt phẳng gương. Vậy gương thì nó chỉ đến cái mặt sàn này thôi. Do đó chúng ta phải kéo dài cái mặt phẳng gương xuống phía bên dưới. Và chúng ta lấy N phẩy đối xứng với N qua gương bằng cách hạ đường vuông góc. Sau đó chúng ta đo khoảng cách từ N phẩy đến cái mặt phẳng gương bằng khoảng cách từ N đến mặt phẳng gương. Thì N phẩy sẽ được gọi là đối xứng với N qua gương. Thứ hai là để mắt nhìn thấy ảnh N phẩy của N thì phải có tia sáng từ N tới gương rồi phản xạ tới mắt. Tia sáng từ N tới gương rồi phản xạ tới mắt thì mắt mới quan sát được ảnh N phẩy. Mặt khác là tia phản xạ thì luôn luôn phải có đường kéo dài đi qua ảnh N phẩy. Nên khi ba điểm N phẩy OM nằm trên một đường thẳng như hình vẽ thì người này bắt đầu nhìn thấy ảnh của chân mình. Đấy. N này chiếu tới O này, sau đó phản xạ tới mắt này. Vì là tia phản xạ thì phải có đường kéo dài đi qua ảnh N phẩy nên chúng ta sẽ có là N phẩy OM là nằm trên một đường thẳng và đây cũng sẽ là vị trí đầu tiên mà người này nhìn thấy ảnh của chân của mình qua gương.
Vậy sau khi chúng ta vẽ xong hình rồi thì mọi cái sẽ trở nên rất là đơn giản. Các em sẽ thấy ngay là góc NO, đây cô gọi nó là P đi, thì góc NOP và cái góc AOH này nó là hai góc đối đỉnh. Vậy hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, do đó là chúng ta sẽ có NOP bằng AOH và bằng 60 độ. Thứ hai là chúng ta lại có N và N phẩy nó đối xứng nhau qua gương. Thế nên cái tam giác NO, N phẩy của chúng ta sẽ là tam giác cân tại O. Thế là tam giác cân tại O thì cái đường OP này này, nó vừa là đường phân giác, nó vừa là đường cao. Vậy chúng ta sẽ có N phẩy OP. Đây, N phẩy OP sẽ bằng NOP và bằng 60 độ. Đấy. NOP bằng 60 độ mà. Thế nên N phẩy OP cũng sẽ bằng NOP và bằng 60 độ. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi tính cái góc này. Đó là góc NOM. Thì các em rất dễ dàng nhìn ra là NOM này, đây chính là góc này này, cộng với góc NOP cộng với góc PON phẩy tạo thành một cái góc bẹt. Do đó chúng ta sẽ tính ngay ra được là góc NOM thì bằng 180 độ trừ đi hai cái góc kia. Mà mỗi một cái góc này là bằng 60 độ, vậy sẽ là 180 độ trừ đi 60 trừ 60 và chúng ta cũng sẽ thu được kết quả là NOM bằng 60 độ. Hoàn toàn tương tự giống như phần A, chúng ta cần đi tính NO. Trong khi chúng ta biết MN là bằng 1,6, chúng ta đã biết được cái góc NOM trong trường hợp này là bằng 60 độ. Vậy mình sẽ sử dụng là cạnh góc vuông này thì cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với cô tang của góc kề. Do đó chúng ta sẽ có NO sẽ bằng NM nhân với cô tang của NOM. Giống như kem nhìn thấy ở trên bảng đây. Vậy NM thì bằng 1,6, NOM thì bằng 60 độ. Vậy chúng ta sẽ có 1,6 nhân với cô tang của 60 độ và chúng ta sẽ được kết quả là xấp xỉ bằng 0,92 mét. Vậy khi ON mà bằng 0,92 mét thì người này bắt đầu nhìn thấy ảnh của chân mình qua gương. Đây là cô đã chữa xong cái phần B rồi. Tuy nhiên phần B cô sẽ chữa cho các em thêm một cái cách nữa để làm phần B, để đôi khi chúng ta đọc được lời giải đâu đó trên mạng chúng ta còn hiểu là à tại sao nó lại có thể làm được như thế này. Với cách thứ hai, các em có thể tham khảo giống như cô viết ở đây. Để người này bắt đầu nhìn thấy ảnh của chân mình qua gương thì tia sáng từ N tới gương tại O phải phản xạ vào mắt M của người này. Đấy, có nghĩa là tia sáng chiếu từ N đến O sau đó phải phản xạ trở vào mắt M. Do đó, tia tới ON phải có đường kéo dài đi qua ảnh M1 của gương. Mà tia tới này có đường kéo dài đi qua ảnh, thế tia tới này nó có phương nằm ở trên sàn nhà mà lại phải đi qua ảnh. Do đó, cái ảnh M1 cũng phải nằm trên sàn nhà, giống như trên hình vẽ đây. Đấy, tia ON. ON, tia NO chứ, cô xin lỗi. Tia tới NO chiếu tới gương tại điểm O thì nó phải có đường kéo dài đi qua M1. Trong đó M1 là ảnh của M thì nó sẽ cho chúng ta tia phản xạ đi qua M. Tính thuận nghịch của chiều truyền ánh sáng thôi. Từ N tới O mà đi qua ảnh M phẩy thì sẽ cho tia phản xạ đi qua M. Vậy đây là tia sáng chiếu tới O và đây là tia phản xạ chiếu tới M, giống như các em quan sát thấy. Và tia NO này sẽ có đường kéo dài đi qua M1. Vì M và M phẩy đối xứng với nhau, vì M và M1 đối xứng với nhau, thế nên tam giác MOM1 sẽ cân tại O. Và vì nó là tam giác cân tại O, thế nên chúng ta cũng sẽ có cái góc MOG, đây, MOG bằng GOM1 bằng alpha và bằng 60 độ. Vậy góc này bằng 60 độ, góc bên này cũng sẽ bằng 60 độ. Mà chúng ta thấy là góc này cộng với góc này cộng với góc này, ba góc này cộng lại với nhau thì tạo thành góc bẹt. Do đó rất dễ dàng chúng ta sẽ có được góc NOM sẽ bằng 180 độ trừ đi MOG trừ đi GOM1 và chúng ta thay số bằng 180 trừ 60 trừ 60 độ. Và kết quả chúng ta còn cái góc NOM sẽ là bằng 60 độ. Sau đó chúng ta cũng sử dụng kiến thức trong tam giác vuông. Đó là cạnh góc vuông này thì bằng cạnh góc vuông kia nhân với cô tang góc kề. Vậy chúng ta cũng có ON thì bằng MN nhân với cô tang của cái góc NOM. Mình thay số và mình sẽ được kết quả bằng 0,920 m. Vậy thì khi ON bằng 0,92 m, người này sẽ bắt đầu nhìn thấy ảnh của chân mình qua gương.
Vậy đối với phần B cô đã giải bằng hai cách khác nhau và chúng ta cảm thấy là cách nào nó thuận lợi cho mình đam mê theo cách nào thì mình cứ học theo cách như thế. Cảm ơn các em đã theo dõi cái video của cô. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.